hạ màn drama phanh nẻ, Hùng đi du thừa nhận diễn kịch, thông đồng với chưa biết. Cư dân mạng đang không ngừng bàng hoàng, phẫn nộ kịch liệt khi phát hiện thời gian qua đã bị Hùng đi du rất mũi trong vụ phanh nẻ bị kênh chưa biết phốt. Mới đây, nam TikToker đã đăng bài thừa nhận mọi chuyện, ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác. Những ngày qua, câu chuyện hot TikToker phanh nẻ, Phương Anh, bị tài khoản TikTok ẩn danh có tên chưa biết, bóc trần quá khứ không trong sạch khiến netizen không khỏi hoang mang. Theo đó, Phương Anh bị cho là có nhiều mối quan hệ mờ ám với những người đàn ông. Nữ TikToker ngay lập tức rơi vào trạng thái lao đao, thậm chí cô còn bỏ nhà đi, mất tích khiến dân tình sốc. Hùng Đi Du, TikToker là người bạn của Phương Anh ngay lập tức cũng nhanh chóng nhập cuộc. Suốt thời gian Phương Anh mất tích, anh liên tục lên nhiều clip để đính chính cho bạn thân, đồng thời kêu gọi dân mạng tẩy chay kênh chưa biết. Tuy nhiên mới đây, sau khi thông tin kênh chưa biết bị đài truyền hình Việt Nam bế lên sóng, đồng thời bị bay kênh, thì tối ngày mùng 3 tháng 7, netizen mới vỡ lẽ khi Hùng đi du hạ màn drama. Cụ thể, nhiều trang tin đã chia sẻ bài đăng được cho là của Hùng đi du trên trang cá nhân, anh ra mặt xin lỗi và sốc hơn nữa là thừa nhận thông đồng với kênh chưa biết để làm content. Bài đăng có nội dung như sau, chào mọi người, mình là Hùng đi du. Không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng tất cả những lời mình sắp viết dưới đây là thật lòng. Như các bạn đã biết, trong thời gian vừa qua xảy ra những chuyện giữa mình, Phương Anh và kênh chưa biết. Thật sự ban đầu mình không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như vậy và làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của Phương Anh nhiều như thế. Thật sự là mình đã biết quá khứ của bạn Phương Anh từ trước khi có bài đăng của chưa biết, tuy nhiên mình chỉ nghĩ đơn giản, sự việc này sẽ khiến mình và Phương Anh được chú ý nhiều hơn. Nên mình đã bàn với bạn ấy để tạo content, mình là người lên kế hoạch cho Phương Anh đăng hai bài PR sau khi có drama. Và mình cũng hứa với Phương Anh là mình sẽ làm cho sự việc lắng xuống sau một hai ngày. Nhưng mình không ngờ nó lại đi quá xa như vậy. Sau đó chúng mình rất rối và không biết phải làm thế nào, vì sự việc đã đi khỏi tầm kiểm soát của mình, nên mình đã thử bảo Phương Anh là tạm tránh mặt một vài ngày và mình sẽ lo phần trên mạng xã hội, mình không tiện nói thẳng ra, nhưng mình thừa nhận là mình có dàn dựng để làm xoa dịu dư luận và tạo ra làn sóng anti chưa biết. Đến hôm nay, mình thật sự suy nghĩ rất nhiều và mình nghĩ mình là người gây ra thì mình phải có trách nhiệm đứng ra để kết thúc nó. Mình thực sự xin lỗi các bạn đây là một lần nông nổi thiếu suy nghĩ thấu đáo của mình đã làm ảnh hưởng đến Phương Anh, đến các bạn yêu quý mình. Mình xin nhận mọi chỉ trích, gạch đá, chỉ mong các bạn tha thứ cho mình, cho Phương Anh được yên ổn. Thời gian qua, cô ấy phải chịu rất nhiều áp lực, khi nào ổn định Phương Anh sẽ lên tiếng luôn. Hiện bài đăng được cho là của Hùng Đi Du đang tạo nên một làn sóng chỉ trích gay gắt. Dân mạng ai cũng ngớ người khi cho rằng cặp đôi tạo nên một màn kịch quá xuất chúng, khiến hàng triệu người bị rắt mũi. Trước đó, Hùng Đi Du đã từng nhiều lần lên clip một mực khẳng định Phương Anh quá khứ trong sạch, thậm chí còn tuyên chiến đã cho pháp luật vào cuộc để điều tra làm rõ. Cũng từng nhiều lần netizen bán tín bán nghi khi thời điểm Phương Anh mất tích, anh liên tục ngồi nhà làm clip, câu tương tác, tuyệt nhiên không có dấu hiệu đi tìm kiếm bạn. Netizen nhận định đây hẳn là một chiêu trò từ anh, nhưng không dám khẳng định cho đến nay sau khi bài đăng xin lỗi lên sóng thì ai nấy mới đồng loạt vỡ lẽ.